Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong những số phát sóng trước của Sống An Lạc thì chúng tôi cũng đã đề cập đến căn bạo bệnh ung thư ở nhiều khía cạnh khác nhau, cũng như thông tin chi tiết về một vài bệnh ung thư cụ thể, ví dụ như ung thư gan, ung thư phổi hay là ung thư tim. Và ngày hôm nay, để tiếp tục chủ đề về ung thư, chúng tôi giới thiệu tới quý vị 9 loại rau củ quả không chỉ là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta hàng ngày mà còn giúp phòng chống ung thư cực kỳ tốt và hiệu quả. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mách bạn 9 loại rau củ quả tốt cho sức khỏe và phòng chống ung thư. Thứ nhất, rau bắp cải. Đây là một trong 10 loại rau chống ung thư hàng đầu. Nếu ăn nhiều bắp cải có thể giảm ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt, chúng có rất nhiều lợi ích và giá thành lại rẻ, hầu như ai cũng có khả năng mua được. Thứ hai, cây súp lơ. Công dụng của súp lơ là rất nhiều, nhất là trong loại rau này có chứa nhiều glucosinolate giúp chống lại ung thư rất hiệu quả. Trong súp lơ còn chứa nhiều chất thuộc nhóm đường thải độc, có tác dụng thanh lọc chất độc cho cơ thể. Thường xuyên ăn súp lơ sẽ giúp bạn phòng ngừa ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư thực quản. Một số nghiên cứu độc lập của Đan Mạch, nước Anh và Phần Lan cũng cho thấy mỗi ngày ăn 100g súp lơ sẽ giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt. Thứ ba, rau cần tây. Cần tây được sử dụng như một loại rau gia vị yêu thích của nhiều người. Khi ăn nhiều cần tây, nó có thể gây ức chế ung thư do vi khuẩn trong ruột tạo ra. Cần tây giúp cải thiện nhu động ruột, giảm sự tiếp xúc giữa các chất gây ung thư với niêm mạc đại tràng, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Loại rau này rất dễ mua quanh năm và có giá thành không đắt. Đặc biệt, rau cần tây còn có thể sử dụng như một loại cây cảnh dễ dàng trồng trong nhà bếp. Nếu như nhà bạn có ban công, bạn nên trồng một số loại cây gia vị để bổ sung vào bữa ăn mỗi ngày. Thứ tư, khoai lang. Khoai lang đứng đầu trong danh sách 20 loại thực phẩm phòng chống ung thư tốt nhất do Viện Ung thư Quốc gia Nhật Bản xếp hạng và công bố. Theo các chuyên gia y tế, tế bào ung thư đến từ tế bào da trên cơ thể con người. Trong khi đó, khoai lang lại chứa hàm lượng lớn tinh bột, carotenoid cùng hơn 10 loại nguyên tố vi lượng như kali, sắt giúp bảo vệ vững chắc kết cấu tế bào da. Đồng thời, khoai lang còn giúp ức chế hoạt tính của vi khuẩn, ngăn chặn nitrosamine sản sinh trong đường tiêu hóa, loại bỏ độc tính của thủy ngân, cadmium, thạch tín có trong thực phẩm. Khoai lang còn chứa một loại hormone của nam được sinh ra từ tuyến thượng thận. Việc bổ sung, tăng cường hormone này không chỉ giúp các quý ông phòng chống ung thư mà còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Từ những công dụng tuyệt vời trên, khoai lang được các chuyên gia đánh giá là loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe có hàm lượng dinh dưỡng cân bằng nhất. Thứ năm, đỗ xanh. Đỗ xanh là một trong những thực phẩm đang được khuyến nghị sử dụng trong chế độ ăn có lợi cho sức khỏe. Bởi theo các chuyên gia dinh dưỡng, đỗ xanh giàu chất xơ, sắt, canxi, giàu khoáng chất như silic, mangan và nhiều chất dinh dưỡng không được tìm thấy ở bất cứ loại rau quả nào. Vì thế, ăn đỗ xanh có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Một nghiên cứu còn cho thấy, đỗ xanh giúp làm giảm nguy cơ tích tụ cục máu đông gây ra các căn bệnh ở hệ tim mạch và não. Ngoài ra, đỗ xanh còn chứa các chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và thậm chí chống vi khuẩn. Thứ 6. Quả cà chua. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cà chua có khả năng ngăn ngừa hoặc làm giảm nguy cơ ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư phổi và nhiều loại ung thư khác. Sở dĩ nó có tác dụng chống ung thư mạnh như vậy là do trong cà chua có một hàm lượng cao hoạt chất lycopene chống oxy hóa. Theo thống kê của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, các nhà khoa học đã tiến hành tới 72 nghiên cứu khác nhau về cà chua và những lợi ích phòng bệnh của chúng. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, cà chua khi được nấu chín sẽ giúp tập trung hàm lượng lycopene nhiều hơn. Đây chính là lý do nên ăn cà chua nấu chín hoặc làm sốt cà chua tốt hơn nhiều so với việc bạn chỉ sử dụng cà chua tươi. Thứ 7. Nho.
nho là một trong những loại trái cây đứng đầu về hàm lượng chất chống lão hóa, giúp ngăn ngừa ung thư và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác. Đó là do một loại chất trong nho giúp giảm cân, ngăn chặn sự tăng trưởng của những tế bào bất thường. Và đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư vú. Một nghiên cứu khác đã chỉ ra, nho còn có khả năng kích hoạt sự tự tiêu hủy của tế bào gây ung thư gan. Đây là loại ung thư có tỷ lệ người mắc cũng như tử vong rất cao, nhất là ở những quốc gia đang phát triển. Các nhà khoa học cho công bố nghiên cứu trên ruột cho thấy nho giúp giảm hơn 85% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Những con chuột được ăn một chế độ ăn uống giàu chất này sẽ có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt không đáng kể. Thứ 8. Quả bơ. Quả bơ rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Trong quả bơ có dầu monounsaturated giúp trái tim hoạt động khỏe mạnh. Bơ đã được chứng minh là loại quả có khả năng làm tăng cholesterol tốt, giảm lượng cholesterol xấu và giúp bảo vệ thành động mạch. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh bơ là loại quả có tác dụng làm giảm nguy cơ đột quỵ và những người có nguy cơ đau tim. Cả Hiệp hội Tiểu đường Mỹ và Hiệp hội Tim mạch Mỹ đều khuyến cáo bệnh nhân nên ăn quả bơ và dùng bơ như là một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch. Thứ 9. Táo. Ăn một quả táo mỗi ngày có thể làm giảm tới 35% nguy cơ tử vong sớm do ung thư, giúp con người có tuổi thọ dài hơn. Đây là kết luận của một nghiên cứu khoa học mới được công bố. Trong 15 năm qua, các nhà nghiên cứu tại Đại học Tây Úc đã theo dõi một nhóm người hưu trí ở độ tuổi từ 70 đến 85. Có 1.456 người đã tham gia hoàn thành bảng câu hỏi về tần suất sử dụng các loại thực phẩm và từ đó các nhà nghiên cứu phát hiện ra cách táo tác động đến tỷ lệ tử vong của họ. Flavonoid là hợp chất thực vật được tìm thấy trong trái cây và rau quả, bao gồm táo, dâu, lê, dâu tây và củ cải. Hợp chất này được tổ chức hiệu quả để chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào. Ngoài ra, flavonoid cũng có thể giúp giảm năng lượng, đặc biệt là từ đường, được hấp thu từ thức ăn. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ ăn táo thường xuyên sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn những người không ăn. Họ cũng có khá nhiều khả năng sống lối sống lành mạnh và thường tiêu thụ những loại trái cây, rau quả khác. Điều này sẽ góp phần kéo dài tuổi thọ của họ. Giai đoạn đáng sợ nhất của ung thư chính là khi các tế bào ung thư lan rộng từ nơi nó xuất hiện đầu tiên sang các bộ phận khác của cơ thể. Và trong thuật ngữ chuyên ngành thì gọi đây là giai đoạn ung thư di căn. Phần ung thư di căn được gọi tên theo phần ung thư nguyên phát. Trước đây, đa phần người bệnh không sống được lâu dài khi bị ung thư di căn. Ngày nay, với trình độ khoa học được nâng lên, các phương pháp điều trị tốt hơn, thế nhưng cũng vẫn khó có thể chữa khỏi hoàn toàn các bệnh nhân ung thư di căn. Dù vậy, các bác sĩ vẫn điều trị cho bạn với mong muốn chất lượng cuộc sống của bạn được tốt hơn, được kéo dài thêm nhiều năm tháng, thậm chí là thêm nhiều năm nữa. Thứ nhất, vì sao ung thư di căn? Ung thư di căn xảy ra như thế nào? Các tế bào ung thư phát triển theo cách riêng của chúng ở giữa các tế bào bình thường và chúng sẽ di chuyển từ vùng này sang vùng khác. Sớm hay muộn thì các tế bào ung thư sẽ di căn từ vị trí ban đầu qua đường máu hoặc đường bạch huyết đến các nơi khác của cơ thể và hình thành những khối ung thư mới. Khi các tế bào ung thư không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể phát triển và lây lan đến các bộ phận khác trong cơ thể. Tất cả các tế bào ung thư đều có khả năng di căn và những vị trí chúng thường xuyên di căn tới đó là xương, phổi, gan và não. Ngoài ra, các tế bào ung thư còn có thể di chuyển đến màng phổi hoặc màng bụng và gây ra những triệu chứng nguy hiểm như khó thở, tràn dịch màng phổi, chảy máu đường hô hấp. Sau khi thoát khỏi khối u chính, các tế bào ung thư sẽ tìm cách xâm nhập vào máu, hệ bạch huyết và các mô xung quanh. Sau khi xâm nhập thành công, các tế bào ung thư sẽ tạo ra các khối u mới cùng với mạch máu lưu thông mới để nuôi dưỡng nó. Chúng có thể tồn tại và phát triển trong vài năm, sau đó bệnh nhân mới phát hiện ra tình trạng này. Thứ hai, dấu hiệu ung thư di căn.
ung thư di căn không phải lúc nào cũng có các triệu chứng rõ rệt cho chúng ta nhận biết. Các triệu chứng xuất hiện hay không còn phụ thuộc vào kích thước và vị trí của các khối u di căn. Lúc đầu, các tế bào ung thư sẽ tấn công vào các hạch bạch huyết gần đó, sau đó mới tấn công đến phổi, gan, não và xương. Một số dấu hiệu phổ biến giúp bệnh nhân có thể dễ dàng nhận biết ung thư di căn như sau. Xuất hiện những cơn đau nhức trong cơ thể, gãy xương khi ung thư di căn ở xương, nhức đầu, chóng mặt, co giật khi di căn ở não, vàng da, sưng phồng trong bụng khi di căn ở gan, khó thở, ho ra máu khi di căn ở phổi. Mặc dù các bệnh ung thư đều có thể gây ra triệu chứng đau, nhưng đau lại chưa chắc là triệu chứng đầu tiên của ung thư. Tuy nhiên, có những bệnh nhân không có bất kỳ biểu hiện nào của tình trạng di căn, bởi khi một cơ quan bị di căn, nó sẽ bắt đầu co lại cho tới khi các hạch bạch huyết của nó bị vỡ ra hoặc trải qua sự vi. Ung thư nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tế bào ung thư có thể di chuyển từ vị trí ban đầu đến những vị trí khác, cơ quan bộ phận khác và bắt đầu nhân lên, hình thành khối ung thư mới có đặc điểm giống khối ung thư ban đầu. Việc điều trị ung thư di căn giai đoạn cuối gặp nhiều khó khăn và hiệu quả điều trị cũng bị giảm sút đáng kể. Vì vậy, khi phát hiện ra bệnh ung thư, bạn cần phải tiến hành điều trị ngay để ngăn cản quá trình di căn của các tế bào ung thư. Những thách thức trong cuộc sống của bạn khi ung thư đã di căn xa. Sống chung với ung thư di căn là một thách thức với nhiều khó khăn. Nó khác nhau tùy vào mỗi người bệnh, bao gồm: thứ nhất, cảm thấy khó chịu khi ung thư trở lại. Bạn có thể cảm thấy thất vọng, tức giận, buồn chán hoặc cảm giác như không ai hiểu được những gì bạn đang trải qua, thậm chí là chính những người thân của bạn. Thứ hai, sự lo lắng rằng việc điều trị sẽ không hiệu quả và bệnh ung thư của bạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thứ ba, bạn phải đối mặt với các xét nghiệm kiểm tra và các quyết định điều trị. Thứ tư, chia sẻ về tình trạng bệnh của bạn với gia đình và bạn bè. Thứ năm, khi bạn cảm thấy kiệt sức hoặc gặp phải các tác dụng phụ từ điều trị, bạn cần có sự giúp đỡ, ngay cả những hoạt động bình thường. Thứ sáu, tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt tinh thần và cảm xúc. Thứ bảy, chi phí điều trị nhiều hơn ngay cả khi bạn có bảo hiểm y tế. Giải quyết những thay đổi về cảm xúc, lối sống. Khi đón nhận thông tin ung thư đã di căn, tâm trạng và thói quen sinh hoạt của bạn cũng thay đổi. Do đó, để đương đầu với nó, bạn cần phải có những điều sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu thêm về bệnh ung thư di căn. Bạn có thể tìm hiểu những thông tin cơ bản, hữu ích về chăm sóc, điều trị, chế độ dinh dưỡng. Thứ hai, nói chuyện, chia sẻ tình trạng của bạn với một chuyên gia tâm lý, một nhân viên hoạt động xã hội về ung thư hay đơn giản chỉ là việc bạn chia sẻ với chính nhân viên y tế đang chăm sóc, điều trị cho bạn. Thứ ba, giải quyết căng thẳng. Có nhiều cách để giúp giảm bớt căng thẳng như tập thiền, tập yoga, thể thao. Chia sẻ về những lo lắng và các mối quan tâm của bạn là rất quan trọng, ngay cả khi việc điều trị đang tiến triển tốt đẹp. Mọi người đều có thể sống lâu dài, nhiều năm với bệnh ung thư di căn. Bác sĩ của bạn sẽ giúp bạn có chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể trong suốt thời gian này. Các thành viên trong gia đình của bạn cũng cần được giúp đỡ. Trong gia đình bạn, những người chăm sóc cho bạn cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, họ cũng cần sự trợ giúp để vượt qua những thử thách, khó khăn đó. Họ cũng có thể thử áp dụng các cách của người bệnh ở trên hoặc nhờ vào sự tư vấn của đội ngũ nhân viên y tế. Bệnh tật là một trong những điều không ai mong muốn mắc phải trong cuộc sống. Tuy nhiên, rủi ro là điều khó có thể tránh khỏi. Và trong trường hợp xấu, khi bạn là người rủi ro ấy, khi bệnh ung thư đã di căn xa thì bạn cần phải bình tĩnh, trao đổi với bác sĩ điều trị của mình, xác định đúng mục tiêu và nguyện vọng của bạn ở thời điểm đó để có thể đưa ra phương án điều trị hợp lý nhất. Sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ, sẻ chia của gia đình, bạn bè và xã hội sẽ giúp cho bạn vượt qua được những thách thức của bệnh tật nhằm kéo dài cuộc sống cho bạn với chất lượng tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
hãy đăng ký kênh YouTube của Sống An Lạc và đón chờ những thông tin y học bổ ích được chúng tôi đăng tải hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.